Hello, chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Khải Sâm. Ok, thì mình là Khải Sâm đây. Thì tối ngày hôm nay thì cũng tương đối là muộn rồi. Nói chung là cũng chơi, cũng làm video gửi đến cho anh em. Thì vẫn đang quan tài xỉu thôi. Thì rất nhiều anh em mấy ngày hôm nay thì nhắn tin anh em xem không hiểu cái cách chơi của Khải, như là cái công thức Khải đang áp dụng đối với con tài xỉu này như thế nào. Thì nhân tiện Khải chơi là làm video nhá, chia sẻ cho anh em cái công thức chơi của Khải. Thì trên màn hình của Khải là cũng chia sẻ cho anh em cái công thức bắt cầu con tài xỉu mà Khải áp dụng trong thời gian gần đây cũng khá là ok. Thì có thể là gửi đến cho anh em, có thể anh em là đam mê con tài xỉu, cũng như anh em yêu quý Khải, anh em mới nữa, để anh em tham khảo. Ok, thì công thức chơi của Khải thì đơn giản thôi, nói chung là Khải đang áp dụng là tổng điểm 3 hột cộng số của phiên nhá, có kết quả anh em trừ, có thuận thì anh em biết rồi đúng không, 0 2 4 6 8 10, ví dụ thế, anh em mình xỉu 1 3 5 7 9 11 13, ví dụ nôm na như vậy, anh em đánh tài. Còn cống nghịch ấy, thì anh em đánh ngược lại, cống nghịch nghĩa là chẵn, anh em đánh tài để đánh xỉu. Ok, đấy, ngoài công thức chơi ra thì anh em cũng nên kết hợp thêm cho Khải cái các dạng cầu chạy của cái nhà cái, những con game anh em đang chơi. Một số cái cầu hay ra nhá, cá nhân Khải chơi Khải cũng để ý, có người Khải thì là một người chơi cầu toàn, thì dạng cầu nó chạy thông suốt nhá, là cầu 11, cầu 22, cầu 33. Đấy, ngoài ra một số cái dạng cầu nó đặc biệt như cầu bệt nhá, bệt hoặc là cầu 121, 212, hoặc cầu 321, 123, rất là nhiều đó. Nhưng mà cái cầu đó thực sự luôn, những dạng cầu đặc biệt ấy, nó có ra nhưng nó không phải ra thông suốt nhá. Anh em nhớ cho Khải cầu 11, cầu 22, cầu 33 và cầu bệt và cầu 121, những cái cầu đó thôi. Anh em chơi ấy, thực sự luôn là anh em nên nhớ những tay nào anh em chơi, những cầu nào anh em đã gặp, thì cả anh em được và anh em mất thì anh em nhớ vào. Khẳng định anh em luôn là anh em còn chơi anh em sẽ gặp lại những dạng cầu cũ. Cá nhân Khải thực sự luôn là chơi ấy mà Khải lãi nhiều ấy mà chiến thắng được ấy là va những cái cầu nó quen 80%. Chứ thực sự luôn nói với anh em, chả anh em là tài giỏi mà anh em gặp những cầu mới mà cầu sượng ấy anh em thắng được, thực sự là không lỗ, không thua, nó là quá là may mắn rồi. Đó, nên là ngày hôm nay nhá, Khải chia sẻ cho anh em qua như vậy, có thể anh em là xem video này, có thể anh em được có tour. Đấy, Khải sẽ chơi luôn nhá. Khải vừa chơi vừa chia sẻ cho anh em, thì anh em có một cái góc nhìn, một cách chơi nó sẽ rõ hơn, chuẩn chỉ hơn. Ok, thì vẫn là con tài xỉu nhá. Thực sự luôn là không vừa tranh thủ anh em. Đấy, vừa làm tơ anh em này. Đó. Nói chung ngày hôm nay cũng chưa động đến anh em nhá. Đấy, tầm này anh em biết rồi đúng không? Cũng 23 giờ rồi. Thì tại giờ là 23 giờ 22 phút rồi anh em này. Đó, Khải vừa chơi là hai tơn này, bú được hơn 30 em này. Đó, tranh thủ cả kiếm tiếp anh em. Nói chung là phong cách Khải Sâm anh em biết rồi, Khải vẫn được tới chiếc cầu nhá. Ok anh em này, Khải sẽ chạy tầm khoảng 3 tay anh em nhá, 4 tay này. Ok, 11 em này, 11 cộng 2, 13 lẻ. Ok, lẻ về xỉu công nghịch này. 10 cộng 3, 13 lẻ này. Lẻ về tài một thuận nhá, 12 cộng 4 là 16, 16 trừ đi 12 bằng 4, chẵn này, chẵn là gì đây, chẵn về tài một nghịch này. Cầu anh em thấy cầu 11 cho một nghịch, một thuận một nghịch này, cầu này liệu có thuận không, chẵn về xỉu không, chẵn về tài của nghịch em này. Đó, đấy anh em thấy chưa, chú anh em check cầu ấy thì anh em sẽ nhìn ra cái dạng cầu anh em tí không, lẻ này. Ok, lẻ thế này về gì đây, bỏ nhá. Tướng này phải bỏ. Nó có thể là ra cầu 22 nhé, 2 nghịch 2 thuận, hoặc là cầu 33, cầu bệt rất nhiều. Nói chung anh em tay nào anh em cũng tin, nói chung anh em bỏ. Nói chung là tranh thủ vào làm tầm đôi ba tay anh em nhé, với số 4, 3, 4, 10 anh em này. Đó. Lẻ về xỉu cùng nghịch chưa anh em, đó cùng nghịch chưa. Tiếng này anh em nhé, chốt cùng nghịch nhé, Khải sẽ bắt cầu bệt nhé. Nó bệt tầm khoảng 4 đến 5 tay anh em nhé. Ngày xưa nó bệt tầm khoảng 6, 8 tay cơ, nhưng mà thời gian gần đây Khải để ý rồi nó không bị sâu như vậy đâu. Ok anh em này, cầu nghịch em này, cầu nghịch này, 6 cộng 7 13, 13 này, 13 anh em trừ 12, 13 trừ 13 lớn hơn 12 trừ 12 bằng 1, lẻ anh em đã chốt cầu nghịch rồi, lẻ cầu nghịch là chốt xỉu anh em nha. Ok, chốt xỉu này làm mờ anh em nha, 100 này. Nói chung là một vài tiếng đầu anh em đánh bình tĩnh nhá, không phải đánh vội vàng đâu. Cá nhân Khải anh em xem video anh em biết rồi, Khải đánh luôn luôn là đánh đều vốn những cái tay đầu. Kể cả được kể cả mất, Khải không bao giờ Khải đánh to. Những cái tay đầu theo cái quan niệm như là cái cách chơi của Khải là Khải dò cầu.
Nói chung là anh em chơi chả có cái đéo gì nó là tuyệt đối, anh em hiểu không? Tất cả là anh em chơi là người bị động thôi, phải theo cầu nhật cái. Chứ anh em mà biết đơn vị 100% thì cắm mẹ nhà rồi anh em ạ. Làm gì phải ngồi đây anh em hiểu không? Đó rồi, bịt mẹ xíu cho anh em, cũng nghịch chưa? Bốn tay nhá, nó bệt tầm khoảng 4-5 tay. Như tay này Khải sẽ vào cầu thuận trước cho anh em này. Đó, ví dụ tay này nhá, nó vẫn thể cùng nghịch nhá. Tay sau Khải chốt mạnh cầu thuận, còn tiếng này Khải ưu tiên cầu thuận này. Đánh bằng kinh nghiệm anh em nha. 9 + 8 = 17. Đấy, 17 trừ đi 12 còn 5 lẻ, lẻ cầu thuận chốt tài nha. Làm 2M này, 200 này. Chốt anh em này. Nói chung này 33M anh em nhá. 34M nha. 34M anh em nha. Đó, nói chung là chơi anh em chơi anh em phải có mục tiêu nhá. Ngày hôm nay Khải chơi chủ yếu chốt tầm lãi tầm khoảng 3-5M thôi anh em ạ. Mỗi ngày anh em mình chơi anh em tranh thủ anh em kiếm tầm vài M. Nói chung là anh em những cảnh anh em đi làm ấy, anh em biết rồi, làm công nhân anh em biết thu nhập một ngày được tầm 200-300k tốt lắm rồi. Anh em vào đây anh em chơi mà anh em không kiểm soát được lòng tham xuống này anh em phải oan. Ui dồi xỉu vẫn bệt anh em này. Lẻ về xỉu vẫn cùng nghịch nhá. Đó, tiếng này phải nói rồi, tiếng này nhá, chốt cầu thận căng luôn cho anh em. Căng không? Tiếng này làm 3M luôn anh em nhá. Phải đang sẵn 3M lẻ này, chốt 3M luôn này, cầu thuận anh em này. 6 + 9 15, 15 mà lớn hơn 12 anh em trừ 12 bằng 3 này, 3 lẻ này. Lẻ chốt cầu thuận anh em nhá. Lẻ cầu thuận này, chốt tài anh em này. Làm phát 3M. Mẹ em thích thì 5 cái mẹ em luôn. Không phải ngợi anh em ạ. 1 phút huy hoàng anh em ạ. Còn hơn 1.000 năm mới lo ấy. Thế thôi anh em hiểu không? Cuộc sống mà anh em. Giày chân đẹp quá các ông, thì mẹ đánh tài ra chân giày đẹp quá. 56 giày chân này. Giày chân ấy bịt mẹ mày 2-3-4 anh em này, vãi lồn đâu. Vẫn là bệt lẻ và xỉu công nghịch này, 5 tay này. Bịt mẹ 6 tay công nghịch em này, chưa? Bài đái chưa? Đó, nói chung là con tài xỉu và cầu nó nhiều đó anh em ạ. Để anh em biết được cái cầu nhá, anh em bắt được này, thực sự nó khó. Nên anh em chơi anh em cũng phải là gặp dạng cầu là anh em nhớ, thì anh em chưa nhớ anh em ghi cho Khải này. Sau này anh em gặp những dạng cầu đó anh em tự tin anh em chốt chưa, 6 tay nhá, mẹ vẫn chốt cầu thuận rồi. Tiếng này chốt 8M luôn cho anh em xem, bị mẹ cái này không về chẳng cấm mẹ bò luôn này, không thuận này. 9 + 0 = 9 anh em này, tôi nhớ hồi 9 + 0 = 9, 9 - 6 = 3 lẻ lẻ bị mẹ chốt tài bị mẹ này nào quảng luôn anh em này, bị mẹ ăn được 3 tay rồi, khoảng 2 tay. Tiếng này không nghịch nữa thì bịt mẹ mày, đúng là ôi dồi ôi luôn anh em nhá. Bệt. Nói chung đánh con tài xỉu nó thật anh em nhá, không biết anh em như nào, cá nhân Khải ghét nhất cầu bệt. Đánh cầu bệt nó khoan lắm anh em ạ. Nói chung là không đánh xỉu nó về mà đánh thì đéo biết lúc nào nó bẻ, anh em hiểu không? Như anh em chơi nhá. Bịt mẹ mày nó phải ý anh em hiểu chưa? Úi giời, ngon chưa anh em? Bịt mẹ mày có thuận ngay này. Riêng dạng cầu bệt anh em ưu tiên nhá. Anh em đánh nhá, riêng cầu bệt nhá, anh em nhớ anh em bắt cầu 1-1 nhá. Anh em thiên về cầu 1-1. Nhưng Khải không nói đó là cầu 100% nó ra, nhưng mà Khải luôn bắt tầm 80% là cầu 1-1. Thế này nhá, Khải chốt cầu nghịch anh em nhá. Đi 75 tiếng cầu nghịch 6 lít anh em. Ôi, 6 lít này. 12 + 1 = 13, 13 - 12 = 1 lẻ lẻ chút xỉu nhá. 6 lít anh em này. Đi đã có 1M thôi. Đi con mẹ mày. Một là cuộc dạo chơi anh em nhá. Hai là được. Thế thôi, nói chung là 34M, nói chung chả mất mát cái đéo gì. Tiếng này được thì thêm mắm thêm muối anh em, còn mất thì thôi nó là cuộc chơi. Anh em chơi mà anh em không lỗ là anh em thành công rồi. Anh em có một cái gọi là anh em biết thêm một cái dạng cầu, như là một cái công thức chạy của một cái. Địt mẹ mày ok chưa? Nào, 1-1 cho anh em. Đấy, tiếng sau anh em có thể đánh một tiếng cầu cùng thuận anh em nha. Đấy anh em thấy chưa? Này. Đấy, thuận nghịch. Đây anh em phải chốt cầu thuận.
chúc thuận đi, ví dụ chúc thuận nha, anh em cái này chúc cầu xỉu đẹp này. Nhưng mà thôi, nói chung là Khải vào nghỉ là nghỉ nhá, không tha. Ok, đấy, nói chung là video này Khải chia sẻ cho anh em gọi là cái công thức Khải đang chơi trong thời gian đây, thấy là khá là ổn, khá là ngon, thế là chia sẻ đến anh em. Ok, đó cũng là vào test luôn nhá, cũng vừa chơi vừa chia sẻ cho anh em cái cách chơi của Khải nữa. Cho lãi được 3M anh em, 3M 120 rồi thì video Khải cũng xếp xuống tại đây. Anh em xem video, anh em yêu quý Khải thì hay có thể cho Khải xin nút like đăng ký kênh nhá, để Khải ra những video nó hay hơn, nó chân thật hơn, nó ý nghĩa hơn, nó gần gũi hơn đối với anh em mình đang lên một cái. Ok, thì hẹn anh em ở video tiếp theo nhá, chào anh em.